Trong suốt gần 30 năm cống hiến không mệt mỏi cho ngành ngân hàng, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng sự nghiệp đầy uy tín. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ vì một lần sai phạm nghiêm trọng. Trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, bà Nhàn không thể kìm nén cảm xúc khi nhớ lại sự nghiệp đã mất. Cả đời cống hiến nhưng chỉ một lần sai phạm đã khiến tôi mất tất cả. Bà nói trong nước mắt, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Dù đã chủ động khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền 5,2 triệu USD cùng với 1 tỷ đồng, bà vẫn phải đối diện với bản án nghiêm khắc từ tòa án. Cả cuộc đời bà Nhàn từ một người làm công tác thanh tra trung thực, giờ chỉ còn lại tiếc nuối. Những hy sinh, những nỗ lực trước đó dường như đã tan thành mây khói chỉ vì những quyết định sai lầm trong phút chốc. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, cả đời cống hiến đã bị mất hết bởi một lần sai phạm. Ngày 21 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận sự cống hiến tận tâm tận lực trong gần 30 năm công tác ngành ngân hàng. Bị cáo Nhàn trình bày rằng, thời điểm thanh tra SCB, bị cáo đã báo cáo đầy đủ sai phạm thực trạng tại SCB. Từ khi bị bắt, bị cáo nhận thức có sai phạm nên đã khắc phục hậu quả ngay từ đầu. Cạnh đó, hiện bị cáo mắc nhiều bệnh mãn tính cần được điều trị phù hợp. Bị cáo cả một đời cống hiến nhưng đã mất hết bởi một lần sai phạm. Mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh, bị cáo Nhàn nói. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn cho biết, tại cấp sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử áp dụng 4 tình tiết giảm, nhưng tòa sơ thẩm chỉ chấp nhận áp dụng tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ như người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. Giải thích về việc đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này, luật sư cho biết, ngay từ khi bị bắt, bị cáo Nhàn đã nhận thức được hành vi sai trái của mình bằng việc có đơn thú tội và hỗ trợ cơ quan điều tra xem xét những sai phạm thực trạng tại SCB. Cạnh đó, sau phiên tòa sơ thẩm và cho đến nay, ngoài việc đã nộp đủ 5,2 triệu USD khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, thì bị cáo Nhàn đã nộp thêm 1 tỷ đồng, dù bản án sơ thẩm không tuyên buộc. Điều này thể hiện sự nỗ lực, sự ăn năn và chuyển biến về nhận thức của bị cáo Nhàn. Luật sư của bị cáo Nhàn cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bị cáo Nhàn. Xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nhàn mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Theo hội đồng xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, tổng cộng là 5,2 triệu USD, để chỉ đạo cấp dưới báo cáo, tổng hợp và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không phản ánh đúng thực trạng tài chính, làm giảm đi các sai phạm của SCB để ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, bị cáo mất hết tất cả. Sáng 7 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan tiếp tục phần xét hỏi. Hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu trưởng đoàn Thanh tra SCB về nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, tịch thu xung công 5,2 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Nhàn đã lợi dụng chức vụ là trưởng đoàn thanh tra thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, hai lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan để trao đổi kết quả thanh tra.
bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ từ Văn để không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với các tình tiết giảm nhẹ. Thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động. 24 năm làm nghề thanh tra đều toàn tâm toàn ý công việc cơ quan, được Chủ tịch nước tặng huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương về sự nghiệp ngân hàng, thanh tra, gia đình có công với cách mạng, nuôi dưỡng con liệt sĩ, v.v. Đồng thời, bị cáo Nhàn đã giao nộp 5,2 triệu đô la Mỹ, tiền đã nhận từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng và động viên gia đình nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án. Bị cáo Nhàn trình bày thêm, hiện bản thân mang nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, thận, cần chăm sóc y tế mỗi ngày. Mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng đầy đủ, tối đa sự khoan hồng của pháp luật với mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để sớm về với gia đình. Tội lỗi của bị cáo gây ra đã phải trả giá, gần như mất hết tất cả, bị cáo Nhàn nói. Bên cạnh đó, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xin gỡ kê biên sổ đỏ, sổ tiết kiệm. Cụ thể, tại phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này khai đã giao nộp 5,2 triệu đô la Mỹ tiền đã nhận từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, động viên gia đình nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án. Về những tài sản bị kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, bị cáo Nhàn đề nghị hội đồng xét xử xem xét gỡ lệnh kê biên một sổ đỏ đứng tên bị cáo vì tài sản này đã hình thành từ lâu, không liên quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo Nhàn cũng đề nghị hội đồng xét xử gỡ kê biên 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng cùng một sổ đỏ của vợ chồng ông Hoàng Văn Quang, em họ bị cáo Nhàn. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó đoàn thanh tra, án sơ thẩm phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm nêu, chỉ kháng cáo xin được hưởng án treo. Bị cáo Phụng trình bày, 30 năm công tác có nhiều bằng khen, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị cáo thừa nhận có nhận lợi ích vật chất từ SCB là 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng đã trả lại trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, án sơ thẩm phạt 11 năm tù. Trước tòa đã thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi tới Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vì việc làm của mình đã làm xấu hình ảnh của đơn vị. Bị cáo Dũng mong muốn các đồng nghiệp khi công tác cố gắng tránh những sai sót như bị cáo để không phải trả giá đắt. Tương tự, các bị cáo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ và mong nhận được mức án khoan hồng. Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu trưởng đoàn thanh tra SCB bị tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, tịch thu xung công 5,2 triệu đô la Mỹ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, 24 năm làm nghề thanh tra đều toàn tâm toàn ý công việc cơ quan, được Chủ tịch nước tặng huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương về sự nghiệp ngân hàng, thanh tra, gia đình có công với cách mạng, nuôi dưỡng con liệt sĩ. Đồng thời, bị cáo Nhàn đã giao nộp 5,2 triệu đô la Mỹ tiền nhận hối lộ và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng và động viên gia đình nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án. Bị cáo Nhàn trình bày thêm, hiện bản thân mang nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, thận, cần chăm sóc y tế mỗi ngày. Mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng đầy đủ, tối đa sự khoan hồng của pháp luật với mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để sớm về với gia đình. Tội lỗi của bị cáo gây ra đã phải trả giá, gần như mất hết tất cả, bị cáo Nhàn nói. Sau một tuần xét xử, không ai kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan. Sau một tuần xét xử, từ ngày 4 tháng 11 đến 8 tháng 11, phiên tòa phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát đã kết thúc phần xét hỏi. Tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục lại vào ngày 12 tháng 11 với phần tranh luận và đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện Kiểm sát. Tất cả 48 bị cáo kháng cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm đều xin giảm nhẹ hình phạt. Không có ai kêu oan. Trong số đó, bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét bản án sơ thẩm một cách thấu đáo và đánh giá lại hành vi phạm tội, bối cảnh phạm tội của mình. Trong phần trình bày, bà Lan nói nhiều về quá trình hình thành gia tộc của mình, quá trình, lý do tham gia vào tái cấu trúc ngân hàng SCB và những việc làm đã giúp cho xã hội, cho người dân.
Về hành vi, bị cáo Lan khẳng định bản thân không nắm một chức vụ nào trong ngân hàng SCB, chưa bao giờ nhân danh tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay cá nhân đứng ra giao dịch vay tại ngân hàng SCB. Bị cáo này cũng giải thích về khối tài sản của mình có được xuất phát từ gia đình, kinh doanh từ những năm trước 1975. Thời điểm đó bất động sản còn rẻ nên gia đình bị cáo sử dụng vàng mà mẹ bị cáo tích góp để mua và tạo lập nên khối tài sản này. Về trách nhiệm dân sự của vụ án, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, bà Lan nhiều lần khẳng định sẽ dùng toàn bộ số tiền mà các đối tác còn đang nợ như hai công ty TNH Hạ Long và công ty Âu Lạc Quảng Ninh trả lại 6.000 tỷ đồng, công ty Quốc Cường Gia Lai trả lại 2.882 tỷ đồng, công ty Phương Trang trả lại 1.200 tỷ đồng, công ty Địa ốc Hồng Phát trả 2.355 tỷ đồng để nộp cho cơ quan thi hành án. Cạnh đó, bà Lan một lần nữa xác định trường hợp 1.121 mã tài sản giống như bản án sơ thẩm đã tuyên dùng để khắc phục hậu quả của vụ án thì sau khi định giá lại trong quá trình thi hành án mà không đủ để khắc phục hậu quả thì sẵn sàng dùng 658 tài sản khác của mình dùng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cũng xin hội đồng xét xử cho xin lại một số tài sản như biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn nhà cổ mà mẹ bị cáo mua tặng cho con gái. Tòa nhà tại địa chỉ 19-25 đường Nguyễn Huệ, trụ sở SCB, có nguồn gốc là từ mẹ của mình, mua từ lúc đường Nguyễn Huệ còn có con kênh. Tài sản tại số 21 đường Trần Cao Vân, số 24 đường Lê Lợi, hai du thuyền, ô tô, v.v. Đối với các bị cáo khác trong vụ án, tại phiên tòa phúc thẩm trình bày một số tình tiết giảm nhẹ mới như nộp thêm tiền khắc phục, bằng khen của cơ quan, tổ chức nhà nước và những tình tiết mà cấp sơ thẩm chưa xem xét áp dụng để Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Luật sư bào chữa nêu các lợi ích khi không tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Vào chiều ngày 15 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác tiếp tục phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan từ 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình về tội tham mô tài sản, tổng hợp mức đề nghị án là tử hình. Ngay sau đó, luật sư bào chữa nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Trương Mỹ Lan. Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, bị cáo Lan đã có sự chuyển biến mới về nhận thức và không kêu oan. Bị cáo Lan có nhiều tình tiết mới liên quan đến dòng tiền khắc phục hậu quả vụ án, phương án xử lý cụ thể và kiến nghị về cơ chế nhằm hồi sinh, phát triển các dự án để có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án. Luật sư Hoài mong hội đồng xét xử ghi nhận và xem xét thấu đáo về lịch sử của gia tộc bà Trương Mỹ Lan. Gia tộc của bà Lan đã tạo nên những tài sản có giá trị như khách sạn Windsor, khách sạn 5 sao tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, tòa nhà Seoul, dự án Times Square, Amigo. Tại tòa, SCB yêu cầu bồi thường tiền lãi phát sinh từ 1.243 khoản vay. Từ sau ngày 17 tháng 10 năm 2022 cho đến khi các bị cáo hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho SCB, luật sư Hoài cho rằng không có căn cứ do bản chất các khoản vay này được thực hiện không đúng quy định. Luật sư Hoài cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc SCB trả lại giấy tờ, hồ sơ pháp lý dự án cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát để xử lý tài sản, trả 5.000 tỷ đồng của bị cáo Lan nộp vào SCB tăng vốn điều lệ nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Tiếp đó, luật sư Giang Hồng Thanh đã trình bày các lợi ích khi không tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan. Luật sư Thanh cho rằng không tuyên phạt bị cáo Lan mức án tử hình sẽ giúp bị cáo này nhận ra được lỗi lầm, hưởng được sự khoan hồng, tính nhân đạo của pháp luật và sẽ tìm phương pháp khắc phục hậu quả. Từ ngày bị cáo Lan bị bắt tạm giam, nhiều dự án đình trệ gây thất thoát lãng phí. Khi bị cáo Lan không bị tuyên tử hình thì hàng loạt dự án sẽ được hồi sinh. Khi dự án hồi sinh sẽ giúp thay đổi bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh, đem lại công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người và mang lại sự tin tưởng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo Lan khắc phục hậu quả nhưng chưa đủ để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Luật sư Thanh cho rằng thân chủ mình đủ tiền, đủ tài sản để khắc phục hậu quả, thể hiện qua một loạt tài sản gồm hơn 21.000 tỷ đồng của cá nhân, tổ chức hoàn trả cho bị cáo Lan, hơn 500 tỷ đồng gia đình bị cáo Lan nộp trong giai đoạn phúc thẩm và hàng loạt tài sản chưa được định giá. Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ như đóng góp cho xã hội, có tinh thần khắc phục hậu quả và có hơn 1.600 đơn của các tổ chức xin giảm nhẹ cho bị cáo Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần không ổn. Bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng thuận với các quan điểm mà các luật sư bào chữa về tội danh và phần trách nhiệm dân sự. Mỗi con người sức chịu đựng có hạn thôi.
hôm nay tinh thần bị cáo không ổn lắm, bị cáo có tuổi, không biết tình hình sức khỏe sắp tới như thế nào. Xin hội đồng xét xử, viện kiểm sát làm rõ con số quy buộc số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, bị cáo Lan nói. Bị cáo Lan trình bày thêm, bản thân đã gần 70 tuổi và từ 2 năm nay đã chuyển biến rất nhiều. Từ khi xử phúc thẩm, bị cáo đã có niềm hy vọng tòa án sẽ phán quyết công bằng nên đã tìm mọi cách để khắc phục hậu quả. Cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng, ngân hàng SCB lúc nào cũng cần tiền, bị cáo Lan đã cố gắng vì SCB, huy động tiền từ nhiều người quen biết, tiền của gia đình để đưa vào SCB. Giám đốc thẩm hủy một bản án liên quan đến bị cáo Lan. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho bị cáo Trương Mỹ Lan biết, có một bản án giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo nội dung bản án, ông V và bà N đã đứng tên dùm bị cáo Lan 20 thửa đất tại Đồng Nai. Hội đồng xét xử cho biết, 20 thửa đất này nằm trong 76 quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai đã được Tòa cấp sơ thẩm tuyên giao cho C03, Bộ Công an tiếp tục làm rõ để xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Lan. Về vấn đề này, bị cáo Lan trình bày 20 thửa đất này ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, căn cứ giá thị trường hơn 100 tỷ đồng. Tài sản này trước đây, bị cáo Lan cho SCB mượn cơ cấu nợ trong 1-2 năm. Bị cáo Lan đồng ý đưa tài sản này vào kê biên khắc phục hậu quả vụ án. Đại diện SCB cho biết vừa nhận được thông tin nên chưa có đầy đủ cơ sở để trả lời về việc tài sản này có đảm bảo nghĩa vụ khoản vay nào tại ngân hàng hay không. Chồng và cháu của Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án. Ngày 15 tháng 11, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan từ 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, án sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù, y án sơ thẩm 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình. Trong số 48 bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhiều bị cáo đã được Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo. Trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân, Chu Lập Cơ, chồng và cháu của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Cao Chí. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Lập Cơ và đề nghị mức án đối với bị cáo Cơ là 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cơ 9 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Cơ đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square để thế chấp tài sản của công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay giúp Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9,116 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Cơ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội nên có căn cứ đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo này. Đại diện Viện Kiểm sát dẫn bản án sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Huệ Vân đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan cho thành lập và sử dụng 51 công ty ma, thông đồng với lãnh đạo SCB, lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Từ đó, rút tiền từ SCB, chiếm đoạt của ngân hàng này 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá rằng, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vân xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo là người được xác định gây thiệt hại thấp nhất cho SCB và bản thân chưa bao giờ suy nghĩ dùng vị trí, sức ảnh hưởng của mình để tác động người khác thực hiện hành vi sai trái. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án cho bị cáo Trương Huệ Vân còn 14-15 năm tù về tội tham mô tài sản. Mức án các sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù, bị cáo Vân có tình tiết giảm nhẹ như có nhiều đóng góp cho xã hội, trong giai đoạn phúc thẩm đã nộp thêm khoản tiền để khắc phục hậu quả. Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cao Chí, xin giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Chí đã khắc phục toàn bộ 1.000 tỷ đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, sức khỏe yếu nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chí mức án từ 5-6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, án sơ thẩm 8 năm tù. Cựu chủ tịch SCB lo lắng nên khai từ nhận 4 tỷ thành 40 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan. Ngày 18 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Trong suốt quá trình xét xử, các tình tiết liên quan đến khoản tiền thưởng Tết 40 tỷ đồng đã trở thành một điểm nóng tranh cãi.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho ông Dũng khẳng định rằng việc bị cáo khai nhận số tiền thưởng lên tới 40 tỷ đồng là do hoang mang và lo lắng quá mức. Thực tế, số tiền ông nhận chỉ là 4 tỷ đồng, nhưng trong lúc căng thẳng và thiếu kiểm soát, ông Dũng đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng trong khai báo. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bởi trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, không thể có một khoản tiền thưởng lớn đến như vậy. Đồng thời, ông Dũng cũng đã tích cực khắc phục hậu quả và chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, chứng minh sự ăn năn hối cải của mình. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Bùi Anh Dũng mức án chung thân về tội tham mô tài sản và 15-16 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân. Theo bản án sơ thẩm, ông Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá, nên bà Trương Mỹ Lan đồng ý để ông Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB. Bị cáo này giúp sức tích cực trong việc ký hợp thức hồ sơ 611 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 291.867 tỷ đồng. Bị cáo Dung được bà Lan trả lương khoảng 500 triệu đồng một tháng và thưởng Tết năm 2020-2021 là 40 tỷ đồng. Bào chữa cho thân chủ, luật sư cho rằng bị cáo Dũng phạm tội với vai trò mờ nhạt, hạn chế và không vụ lợi. Bởi bị cáo này không trực tiếp lĩnh hội ý chí của bị cáo Lan mà chỉ thực hiện một thủ tục trong quy trình lớn, không tham gia lập hồ sơ vay, giải ngân, chuyển tiền ra khỏi SCB. Cạnh đó, thiệt hại mà bị cáo Dũng gây ra thấp hơn nhiều so với các bị cáo khác. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người có quyền quyết định mọi hoạt động của SCB, bao gồm nhân sự cấp cao, ban giám đốc và bị cáo Dũng cũng không ngoại lệ. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết mà bị cáo Lan trình bày tại tòa phúc thẩm đã cho bị cáo Dũng tiền thưởng Tết 2 năm là 4 tỷ đồng, không phải 40 tỷ đồng. Bị cáo Dũng cũng đã trình bày do hoang mang, lo lắng nên đã khai sai số tiền từ 4 tỷ đồng thành 40 tỷ đồng. Cạnh đó, trong giai đoạn 2020-2021 đang dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên không thể thưởng số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Dũng khi chỉ nhận 4 tỷ đồng từ bị cáo Lan. Hiện, bị cáo Dũng đã nộp 5 tỷ đồng là đã nộp dư. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm lại buộc bị cáo Dũng nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Lan. Luật sư trình bày thêm, bị cáo Dũng có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều bằng khen, kỷ niệm chương và chủ động phối hợp với cơ quan điều tra. Bị cáo Dũng tự nguyện dùng tài sản là tiền tiết kiệm, cổ phần, tổng cộng hơn 6,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới, hủy bỏ lệnh kê biên căn nhà và bị cáo không có trách nhiệm bồi thường trong vụ án, bác bỏ việc buộc bị cáo nộp lại 35 tỷ đồng. Từ đó, cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo Dũng xuống mức hình phạt có thời hạn. Bào chữa bổ sung, cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư. Bị cáo Dũng nghĩ mình là làm công ăn lương, không can thiệp những quyết định kinh doanh. Bị cáo này rất ăn năn hối cải, hành vi gây ra đã ảnh hưởng đến anh, em tại SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!